em có muốn quà đặc biệt muốn tặng cho anh chị. Wow. Ôi. Ôi thanh niên này. Chị chút nữa tới em nha. Dạ. To phải không? Dạ, để em ăn ở đây giới thiệu món ăn cho cả nhà luôn. Dạ. Em năm tô đi. Năm tô hả? Năm tô vô đây. Đây cái ý tưởng lần này ok không Long? Ok anh. Anh sẽ ăn trực tiếp ở trong đây luôn. Bánh canh nó dưới nhiều lắm nè cả nhà. Còn chị Phụng sẽ cả nhà comment cái món ăn nào mà nhiều lượt like á, nhiều lượt yêu thích á, rồi chồng mình sẽ ưu tiên ăn cái món ăn đó nha. Ví dụ như Long đang yêu cầu món canh bún á, thì cả nhà like vô cái món canh bún nhiều vô thì mình sẽ dựa theo đó mình kiếm cái quán canh bún mình ăn trong cái tô này. Đó, đó là một trong cái cách để mình với cả nhà có thể tương tác với nhau tốt hơn trên cái clip. Xin chào cả nhà nha. Mình là Long Cameraman, nhưng mà hôm nay là một ngày bí mật. Mình đang ở một cái tiệm bán đồ sứ ở quận 3 nha cả nhà. Thì hôm nay mình muốn có một món quà mình dành tặng cho anh Lộc và chị Phụng. Mình muốn mua một cái tô mới cho anh Lộc và chị Phụng để hôm nay cũng cuối cùng cũng lựa được một cái tô khá là ok. Mời cả nhà xem tiếp, tiếp mình sẽ chọn cái tô gì nha. Đây cả nhà xem mình lựa một cái tô mới cho anh chị để sau này anh chị có thể ăn thử thách. Cả nhà thấy dễ thương không? Khá là bự. Mình nghĩ cũng ok, mình nghĩ xem anh chị sẽ rất là thích cái món quà này của mình. Xin chào cả nhà nha. Cảm ơn nhiều. Đi thôi. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đang có mặt ở đâu vậy em? Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà trục đường này thì cả nhà thấy không? Rất là đông đúc luôn. Không biết là trục đường gì. Ở đây là đường Vạn Kiếp đó cả nhà. Vạn Kiếp, và trong đây là sẽ có rất là nhiều cái hàng quán ăn uống luôn em. Thì hôm nay sẽ giới thiệu tới cả nhà một quán mà có tên rất là thân thương nha. Đó, ok. Bây giờ mình xin phép là sẽ giới thiệu tới cả nhà món bánh canh bột gạo giò heo chả Huế, bánh bột này kia luôn. Đó là các đặc trưng món ăn về Huế ha. Rồi, giờ mình vào quán thôi. Đi thôi. Nay Long tới bận gì tới hơi trễ đó cả nhà. Nay hai vợ chồng mình sẽ quay trước nha. Thông tin bên quán mình nha. Dạ. Dạ. Cho em ăn kẹp cái này lên chị nha. Dạ dạ.
Đấy, ok. Dạ. Đây chị dời qua đây lâu chưa chị? Em dời từ lúc dịch giờ anh. Ồ. Dạ. Qua đây em thấy cái mặt bằng nó cũng có vẻ là rộng hơn. Dạ, ha. Rộng hơn. Ở trong dạ. Nhà cũng có nữa. Dạ, ở trong nhà, là cũng dạ. Có không gian nữa nè cả dạ. Nhà. Thì món ăn bên mình là sẽ gồm các loại topping nào chị? Dạ có chả heo, chả cua. Dạ, ở chả heo, chả cua, trứng cút với giò heo với huyết. Dạ, dạ dạ. Nó cũng tương đối là đơn giản chị dạ. Ha. Rồi cái khung giờ mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Dạ em bán từ 2 giờ rưỡi tới 12 giờ đêm á anh. Dạ. Dạ. 2 giờ rưỡi tới 12 giờ đêm. Dạ. Wow. Thì em nghĩ là cái nồi này không phải là một cái nồi duy nhất đúng không? Dạ. Sẽ còn nhiều nồi nữa. Dạ. Ở đây chị có thể đảo sơ giùm em dạ. Được không? Cái này từ bột gạo nha anh, bột gạo với bột năng. Wow. Dạ. Oh. Bây giờ anh đi ăn thì nó bột nó mềm, còn chút xíu rồi anh đi thì bột nó dai. Dạ dạ. Ôi Long tới rồi em ơi. Mấy tô chị ơi? Đâu chở vậy em? Tô gì đó? Em bận đi mua đồ. Chào cả nhà nha. Mua đồ gì mà thấy biết ảnh người ta. Đó, tại hôm nay em có muốn quà đặc biệt muốn tặng cho anh chị. Sẵn đây nhân dịp đang ở quán. Vậy hả? Tặng cho chị. Bác là còn cái món quà luôn. Rồi. Tặng tại quán hả? Ghê vậy. Bây giờ cắt nhờ nhà Long cầm máy giùm ha. Nhà Long cầm máy giùm ha. Ban giùm cho hồ nuôi này anh chưa ban hồ nuôi. Em nghĩ là nên phân bóp tại đây luôn đi. Ghê vậy. Nó nóng. Chị ơi cho em xin phép em mở quà xíu nha. Dạ. Dạ không biết là bé em nó tặng em cái quà gì. Ồ. Em ơi. Chắc mình phải mở quà đi em ơi. Rồi đủ anh bây giờ. Anh có con dao không anh? Cho em mượn con dao ấy. Làm em một tô có dầu không cần. Này đỡ về nhà mở đường lông. Đây anh hôm nay mình thấy mở đây là ok chơi nhất anh. Quá hợp lý luôn. Qua đây kem, qua đây kem. Phải mở luôn hả? Phải mở ở đây luôn hả? Ồ. Rồi. Alo. Alo. Cái gì đó? Anh nghĩ là giày á em. Em nghĩ là gì? Ăn cái món đi. Ừ. Ở đây là hợp lý. Kim để đó lên đẩy bánh canh xuống giùm tôi đi. Chắc là mang chạy mới quay hả? Lấy một bộ hai bình thành nha. Lấy một bộ tới hai bình thành nha. Wow. Ôi. Ôi thanh niên này. Cái tô luôn hả Long? Dạ. Trời ơi. Cầm lên này. Wow. Ôi, em cái tô này nhìn quen quen nè Long. Dạ dạ để đó cho em chị. Cái Long Long em lấy cái này ở đâu nãy thấy nó quen cô bình chi cô em đi săn á anh, tại vì hôm bữa khi mà quay quán phở khi mà em quay cho anh với chị ăn em thấy ngon quá, nhìn anh ăn ngon quá cho nên là em cũng muốn anh được anh với chị được trở lại cơm bách với lại cái series tô bự cùng vợ cho nên là em cũng muốn tạo cho anh bất ngờ, em đi kiếm chưa giờ đó, nay em săn được cái tô nè cả nhà. Trời ơi lòng chu đáo quá, tô này là siêu to 102-4 tạ hôm nay hôm nay thì cái tô này chắc là phải mở màn ở đây luôn hay Long ha. Dạ đúng rồi, em nghĩ là tô này mục đích của em mà em mang ngay khúc mà quay vậy luôn, em cũng muốn tặng để bao nhiêu là gọi là gì ta, rửa tô tăng thử thách trong cái tô này luôn đi anh, rửa tô cho nóng cái món gì đó trong đây luôn đúng không? Trời ơi quá. Nhưng mà cái tô này mà để ăn với chị không mang thì đó là một cái thử thách rồi đúng không em? Chắc bây giờ mình mang ra cho chị chủ đi. Xong rồi mình cái do là em thấy cái tô trắng kia luôn. Nhìn nó đơn giản quá thôi, chọn hoa văn nữa. Cái do của mình. Của Minh Long á cả nhà. Có cherry này kia trong đây luôn. Yeah. Em rồi. Chủ ơi. Dạ. Em nó tinh ý quá, nó mới mua một cái tô bự để mới mua một cái tô bự để em có thể ăn ở đây với vợ của em. Dạ. Thì nhờ chị tráng sơ giúp em rồi làm cho em một tô siêu to khổng lồ này đi. Siêu to phải không? Dạ, để em ăn ở đây giới thiệu món ăn cho cả nhà luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Chờ em xíu nha. Dạ ok.
Không ăn. Bữa anh cầm cái tô phở này chắc Long cũng thấy là kiểu như anh rất là nâng niu nó, nên Long cũng rất là tinh ý luôn á, là Long kiếm được là bằng được cái tô vậy là cả nhà. Kiểu nó thấy anh chị ăn ngon á. Thì hay là em có qua bên quán phở em lút không em? Không anh. Sợ. Em có clip đi mua lát em gửi cho anh. À, sợ ngắt clip cái Long quay lại Long bàn với quán Long. Không mà Long có vậy đâu cả nhà. Tạm đi. Cái tô này rửa xong nhìn nó bự hơn nha Long nha. Có. Giống như là nó đang nở. Chưa nấu hả? Nhà. Nấu chưa? Tuyệt vời. Thôi bây giờ mình ăn ra. Tại vì vợ chồng mình cũng đói rồi. Em ơi. Thì chút nữa tới em nha. Dạ. Em múc 5 hộp này xong rồi nha. Để em nhắm một hộp của chị bao nhiêu. Em sẽ nhờ làm vô đây. Chị thường một phần bên mình là giá bao nhiêu rồi chị? Dạ có giò đầy đủ là 40, còn không giò thì 35, đặc biệt thì 50. Dạ, đặc biệt là 50 ngàn. Dạ đặc biệt nhiều cua thì 50. Là vừa có cua, vừa có giò, vừa có chả luôn đúng không chị? Đặc biệt thì nó nhiều cua, còn đầy đủ là nó bao gồm hết tất cả rồi anh. À dạ. Dạ. Em thấy anh chị làm rất là nhanh luôn á cả nhà. Nhưng mà thay vì dùng đũa thì anh chị sẽ dùng cái kẹp này nè. Và vừa có thể kẹp hành mà vừa có thể kẹp những cái đồ nhỏ nhỏ luôn, trứng cút này kia nữa. Em giờ cũng lớn lớn tuổi rồi chị. Dạ. Nên ăn cái tô này mà ăn một mình là em cũng làm biếng ăn phải không? Cũng căng lắm á. Đã có tuổi rồi đó. Nhưng mà thôi em hôm nay nghe em nói đã. Dạ. Con ăn nguyên tô này được á. Nhưng mà giờ con lớn tuổi rồi, con ăn vô con lâu tiêu rồi. Đó. Thì hôm nay nhờ cái tô này cô nhắm làm được mấy tô ở bên quán? 5 tô. 5 tô hả? 5 tô luôn, nhiều bún bò. Không hơn á cô, cái đó 5 tô hơn. 5 tô á. Nhiều. Hơn không chị? Hơn. Ồ. 5 tô á. 5 tô hả? Cô ăn ở đây không? Biết cô ăn ở đây không? Nè, 5 tô. Cô có thấy ai mấy tô được ở đây ăn không? con sẽ là người làm cho cô thấy là người đầu tiên tới đây ăn cái này. 7 tô đó. Trời ơi. Bảy tô là toàn cái lông ơi, bảy tô. Rồi. Được anh Phước. Để em cho. Chờ em xíu nha, để em đổ anh canh vô cái nè. À ok. Đổ vô luôn. À. Ôi cua kìa. Quá trời luôn. Rồi cua lên luôn, đổ cua lên. Em biết công dụng của cái đũa bếp rồi. Dạ. Cho nó đỡ bị khét luôn. Dạ đúng rồi anh. Tư, dạ. Quay cái này chứ. Trời. Rồi, tới công chuyện rồi đó. Tới em đúng không? Rồi, tới anh rồi đó. À. Rồi giờ nhắm được mấy tô em làm luôn nè. Em làm cái nồi hộp quá Long ơi. Làm cái nồi hộp quá. Thôi chị ơi, anh nói 7 tô nhưng mà bây giờ em ăn 7 tô là coi như là nó tràn cái tô này luôn á. Tràn cái tô luôn á chứ. Dạ. Nên làm em 5 tô đi. 5 tô hả? 5 tô vô đây. 5 này đủ anh ha. 5 2 phần đầy đủ. 2 còn đầy lại đủ. Chị lấy em phần không giò. Phần không giò đi. 3 dạ. Không 3 không giò, 2 3 giò. 3 không giò còn 2 cái đầy đủ. Dạ. Dạ. Tại em cũng chưa ăn trong cái tô này mà ăn món nhiều á. Dạ. Nên em cũng xin phép là em dạ. Em canh thử cái lượng nó như thế nào đó. Ở trà trái này dữ. À tô này là bự đó cả nhà, không có nhỏ đâu. Dạ. Dạ. Ôi thần lành. Sao em lại nghĩ ra ý tưởng này vậy Long? À, em cũng biết nữa, tại vì hôm bữa cái hồi đợt anh có nhớ khi mà mình quay cái tô bự cùng vợ mà khi mình nghĩ ra cái series này là từ mình ăn cái gì không? Bánh canh cua. Đúng rồi, bây giờ đây ăn món gì? Đây là làm bánh canh Huế. Bánh canh cua luôn mà. À, có cua luôn. Cho nên là em thấy nó cũng trùng hợp á, nghĩ là nó sẽ là một cái series đó
tiếp tục đúng không? Đúng rồi, nó sẽ bắt được bắt đầu lại đó. Tập 5 mà sẽ có cái tô đẹp hơn. À, bữa mình dừng là tập 4, còn bây giờ là mình là tập 5. Nhưng mà cái tô này tô bự hơn cái tô trắng đúng không em? Đó. Cần đấy. Một tô. Bỏ chào đi. Bỏ trà bỏ nó được leo lên đi. Sao chỉ vô không đâu đó. Vậy quán mình là bán đó, mà tính ra từ thời bên kia thì là bán bao nhiêu năm rồi? Cái này là bánh lọc nha. À, nóng hổi nè. Bánh lọc, bột lọc. Ở đây anh chị là kiểu như là người Huế luôn hả cả nhà? Dạ em Huế luôn anh. Dạ. Điểm nào năm qua anh nặng thì trứng. Ồ, chị nói tiếng Huế luôn rồi. Dạ. Ủa chị đây là hai phần á hả? Dạ. Thôi, em mới suy nghĩ lại rồi chị ơi. Chị cho em 4 phần rồi. 3 phần này. Cho em 4 phần rồi nha. 2 phần có giò, 2 phần không giò. Rồi ok. Em sợ lần đầu tiên Long tặng mà em bị fail thì nó có. Rồi. Phải là hơi nhiều quá. Nhiều nha. Dạ. Cái đó là đã được nấu sôi đúng không anh? Dạ. Dạ. Nó nóng mới ngon. Đúng rồi. Ủa nhiều trứng cút vậy chị? Dạ. 7 tô không nổi. Rồi cái miếng ngô của bên chị nó bự luôn đó cả nhà. Dạ. Đã thiệt. Rồi anh có muốn thêm miếng nước màu không? Cho nó đẹp. Dạ, không? Cho em miếng nước màu. Miếng màu vô hả? Cho nó có màu sắc xíu. Wow. Rồi trời ơi, may mà bút may đổi ý cho năm tô là nó tràn tô lắm. Đúng rồi, năm tô là toàn. Nó nóng lắm á, nó nóng. Dạ dạ. Chị cho em chụp tấm hình với chị đi. Dạ. Nóng. Rồi. Long chơi kèo này với mình là căng quá rồi em ơi. Nhưng mà Long cũng muốn tốt cho kênh đó em. Dạ. Cũng muốn kênh có mà được những cái lượng người xem mới hay là có những cái ý tưởng mới cả nhà. Long. Dạ. Cho lời tâm sự trong lúc mình ăn ha. Thôi còn trong lúc đó thì anh đã kiếm được một cái vá bên quán. Và vá này gọi là vá trái đào nha cả nhà. Nó hay cái là nó cái vá đi có thể chắc nước được anh. Em hãy lấy ra tô của em đi. Còn trong tô đó anh sẽ thử thách. Và quá trình nhiều luôn cả nhà. Phải ổn. Còn đây cái ý tưởng lần này ok không Long? Ok anh. Anh sẽ ăn trực tiếp ở trong đây luôn. Bánh canh nó dúi nhiều lắm nè cả nhà. Còn chị Phụng sẽ khúc đầu á, chị Phụng sẽ lấy cái tô của chị Phụng ăn. Sau đó nếu mà chị Phụng còn bụng á, sẽ trợ giúp cho anh ăn tiếp. Nhưng mà chọn bánh canh ở đây to quá em ha. Dạ. Siêu to luôn á. Cua cũng bự. Này em muốn tới đâu là có tóc bưng tới đó. Cô chú nghĩ con ăn hết không cô chú? Cô chú nghĩ con ăn hết không? Nhưng mà lâu rồi đó con không ăn á, cái bao tử con nó hơi bị teo lại. Bây giờ con sẽ luyện lại. Nhưng mà ăn ở mức độ vừa phải thôi. Cũng lớn lớn tuổi rồi. Nên giờ mình ăn nó cũng từ từ lại á cô chú. Cô chú về xem clip ủng hộ cho vợ chồng con nha. Dạ. Thôi. Nhiều quá hả? Ôi vợ mình đã trợ giúp mình quá nhiều rồi cả nhà ơi. Nhiều quá. Nên anh ăn tô nhỏ mang tô lớn nha. Không. Rồi vô nha. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng bữa nào. Mời cả nhà. Em có thấy cái này hấp dẫn không? Rồi. Tốt nè. Chấm đi anh. Đây anh làm cái chén chấm cho. Em cầm cái chén lên giùm anh đi để anh rót được không?
nha. Ồ anh ơi, một phần bánh lọc này là bao nhiêu? Dạ 10 cái 35 đó. 35 ngàn thôi cả nhà ơi. Wow. Muốn ăn thử bánh lọc quá à. Nhưng ăn mà phải ăn thử hết cái này trước rồi. Em ăn cái tô nhỏ là anh nghĩ là trong khả năng của em mà. Rồi. Bây giờ thì xin phép cả nhà nha, là cảm ơn Long. Cảm ơn Long đã tặng cho anh chị cái tô như vậy. Nhưng mà hết bao nhiêu tiền đó anh chị gửi tiền lại chứ Long còn đi học nữa mà. Không cần đâu, anh em nghĩ là đây cũng là anh chị tặng quà nhiều cho em rồi. Nên em nghĩ đây cũng là món quà em muốn kinh tốt hơn, với lại em cũng muốn anh chị có một bước tiến mới, với lại có cái gì đó đẹp hơn trong cái clip. Cái gì đó nó ấn tượng Long hơn. Long đang chơi sọp của em ơi. Rồi, phải làm sao với Long bây giờ đây? Tặng Long cái gì bánh lọc. Rồi, nói chứ, bắt đầu nha. Cảm ơn Long rất là nhiều. Rồi, ok. Long nha, mời cả nhà. Em mời chị nha. Còn cái bọn mày chắc là no lắm rồi cả nhà ơi. Còn ăn mà sẽ bị no á nha. Cái nhà ơi, cái miếng cua á, nó bự lắm nha. Ăn vào một cái là nó sướng ghê luôn á. Nhưng mà anh cũng xin phép là, con cũng xin phép là cái series này á, thì mình sẽ xen kẽ với các clip review cũng như là các clip mình giao lưu cho nó có một cái màu sắc mới. Rồi một tuần mà mình ăn hết 7 ngày như vậy thì nó thật sự là thử thách cực độ luôn á cả nhà. Nè, cái sợi bánh canh đây cả nhà dài lắm, dài lắm nha. Cục giò quá đã. Đây về đây. Nhưng mà cái này mình ăn là cảm giác là mình không cần dùng đũa luôn á. Mình chỉ cần là kẹp vô là mình hút vô, mình đảo là mình dứt luôn á cả nhà. Wow. Em ơi, nãy múc trứng cút chưa? Dạ rồi. Anh đây còn nhiều trứng cút lắm á. Dạ hả? Đâu? Nhiều lắm, nãy chị bỏ ăn quá trời. Chị chai một miếng. Còn 3 trứng luôn á. Ngon nha. Wow. Cái ngọng bánh canh này công nhận nó bự em. Cắn vỗ đã thì một muỗng mà đi kèm với một cái chồng bánh canh thôi là cũng sướng miệng rồi. Cái này làm bằng bột gạo cả nhà, rất là dai luôn, chứ nó không phải là bị mềm hay bị bở như mấy chồng bánh canh chỗ khác. Đúng rồi. Hình như là chị nấu tới đâu chị bỏ tới đó, nó mạnh nên nó mới dai được vậy á, chứ nấu một hồi nó mềm nhiều hết. Đúng rồi. Nhưng mà chị sẽ có cái đũa bếp em để chị đảo nên nó không có bị khét ở dưới đó. Dạ. Sợ bánh canh nó này to thì bánh canh này là tự làm luôn á. Ở miền miền Trung á, với lại Đắk Lắk rồi là bánh canh sẽ tự làm.
ăn tới đâu là lấy cái dao đó. Xong rồi cắt có mấy chỗ là người ta lấy cái nó giống như cái lạc vậy đó, cái tre nó sẹt 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 cho mà. Xong rồi cái cọng mà bỏ vô nước lèo mà mang ra. Đúng rồi. Nó canh cá lóc này kia á. Dạ dạ. Đây về đó. Mà tô này nó sâu lòng lắm cả nhà ơi. Cái muỗng này đút vô lúc cái muỗng luôn á. Anh ăn nãy giờ em mà chưa được suy sủy nhiều luôn. Đi ngược lại xong mà đi ra đường này gần hơn nè. Đây là em ra rẽ phải là em lên chợ Bà Chiểu. Chợ Bà Chiểu là em đâm ra Bạch Đằng luôn. Không có đường D5 á. D5, D2 rồi Nguyễn Gia Trí vậy đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó địa bàn của anh mà. Ở đó anh đi học bên đó mà. Cảm giác ăn tới bây giờ mình cảm thấy cái tô này á, đối với mình không á, mình nhìn vào qua cái tô này á là mình cảm thấy nó đầu tiên nè là cảm thấy nó sướng, tại vì cái lượng đồ ăn ở trong đây lúc nào nó cũng đầy đó cả nhà. Cái điều thứ hai á là khi mà các bạn ăn á, nhìn mình ăn á, các bạn cũng sẽ thấy thắc mắc là coi mình có ăn hết không trong cái này. Long nghĩ sao về việc mà cái tô này đi ăn xôi không? Thôi anh, thôi em tặng anh thôi nhưng mà anh đừng có làm gì. Không giòn đâu. Không giòn là không giòn à. Anh xin phép ăn một miếng cái này vô nha. Quá đã. Em ăn tới bây giờ em có cảm giác là cái nước nó bị sạt lại không? Em có cảm giác cái nước bị sạt lại không? Nước dùng ở đây cái nhà là nước nó sọt sọt vậy á. Từ lúc đầu là đã có giống như chị có bỏ thêm chắc là bột năng á, nó sẽ sọt 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 rồi. Nhưng mà anh quậy nhiều quá em, cái nước nó bắt đầu nó loãng lên nè, để hút đó. Bà nghĩ ăn hết không? Cố gắng sẽ hết nha. Em thấy cái này khó hơn phở em. Cái này à, mau non phở. Đúng rồi. Bánh bột gà thì nó sẽ nặng ký hơn á. Nó non hơn. Khi mình đang ngồi cái ghế thấp á, là mình bị ép cái bụng lại. Nó ăn là nó sẽ lâu tiêu. Nhưng mà tới quán nào cũng vậy. Sẽ có quán người ta ngồi ghế cao, có quán người ta ngồi ghế thấp mà. Nên mình phải thích nghi hết luôn cả nhà ơi. Anh đây về anh ơi. Anh đây đi. Anh chơi chùi ba mới. Anh chơi trong chùi anh ạ. Ủa đi ngăn không? Ừ. Anh lộn chứ. Có bị nhiễu chúng mình không? Không. Anh lấy cái này ra. Anh lấy cái này ra cho em với. Dướng anh. Để ra dướng em. Dạ vậy em để đây. Em sợ chúng cho anh. Rồi, cứ
chú và cô chú. Con đang chiến đấu. Trời. Mỗi khi mình mệt mình lại phát hiện ra những cái miếng cua siêu to khổng lồ như vậy. Nó giống như là cứu mình lại trong những cái cơn mà mê man. Bánh tầm bì á. Bánh tầm bì mỏng hơn. Ờ. Cái này là bự hơn bánh tầm bì nữa. Wow. Thank you.
gọi là tép á, thì được chị ướp á, nó rất là thấm gia vị. Và khi mà mình ăn vào á, chấm với nước mắm, nó quyện vô cái bột á, rất là thơm cả nhà. Mà cái tép đó là kiểu cái vị nó sẽ hơi mặn mặn á, còn cái bột của mình á thì nó sẽ lạt, thì ăn chung rất là hợp nhau, chấm thêm nước mắm nữa làm cho cái vị nó thơm hơn. Nhưng anh thấy cái màu nó cũng đẹp, cái màu nó cảm giác là nó như màu cam đều, nhưng mà ngon á cả nhà. Cái bánh bột lọc bên chị làm ngon. Ăn cái này biết em nhớ tới ai không? Này. Nhớ tới cô Hai. Ai? Cô Hai. Cô Hai. Đó. À. Cô Hai ở cái Đà Lạt. Hồi nãy nếu mà anh chót dại anh kêu 5 phần là toàn liền đó nhà ơi. Một phần bên chị quá nhiều đi. Mà thật tình á, cái tô mà anh xót cho anh cũng nhiều luôn. Đúng rồi. Đầy luôn. Em ăn tô nãy là nó đầy tô em. Không cho về. Bây giờ nó mới nhẹ để mình cầm lên tay nè, nãy nó quá nhiều. Cho cũng đây tỏi không tỏi to vào mình nha, vào mình đã cầm nín luôn cả nhà ơi. Đó. Lâu. Nhà có lâu không? Có bị dính nhà không? Ở đây gần đường á, tiếng xe cũng rất nhiều. Có ai gần hết rồi cô chú ơi. Ở đây ở cả nhà mình ăn trên tinh thần đó là hai vợ chồng mình review trong cái tô này, và đó là ý nghĩa mà Long tặng cái món quà vậy nè cả nhà, chứ không phải là để đi thi hay là thách đố với ai hết, hay là thử thách gì đúng rồi nhà. Tại vì mình ăn thi á, bây giờ không lại mấy em nữa đâu, mấy em ăn khỏe lắm. Lời con cảm ơn cô chú nha. Dạ. Cảm ơn cô chú. Thì khi mà ăn trong cái tô này á, đối với vợ chồng mình bây giờ nó cũng là một cái thử thách đối với bản thân của mình. Còn mình không dám là đem cái tô này ra để thách đấu với bạn này bạn kia, tại sức ăn của mấy bạn giờ kinh hồn luôn cả nhà. Thì trong cái lúc ăn á, thì vợ chồng mình cũng sẽ xem kẻ đó là review, cũng giới thiệu tới cả nhà những cái đặc sản, những cái món ăn hấp dẫn trong cái tô này nha. Mong là cả nhà sẽ xem clip và ủng hộ cho vợ chồng mình, cũng như là ủng hộ cho cameraman Long nha. Và món quà này sẽ theo tụi anh trên những chặng đường sắp tới nha Long. Nhưng mà em đừng quên một điều là em đã tặng cái này cho anh, thì anh có thể là sẽ canh những cái ly mà pha cốc tay khổng lồ để tặng cho em á, để em làm một ly cốc tay siêu to khổng lồ. Quá ăn cầu luôn anh. B52 hồi đó anh có uống được cái ly B52 á. B52 là uống sót thôi, anh mà uống ly bự là anh quá ăn cầu luôn. Đốt lửa không? Dạ đúng rồi. Cháy lên cắm nó hút rồi. Kêu là gì? Lấy một đà để anh chụp một đầy đủ. Dạ. Bây giờ nè. Dạ. Nóng quá cả nhà ơi.
80. Wow. Tắm chưa? Gì? Tắm chưa? Tắm rồi đó. Cái nước này á, tuy là cái giải hết nhưng mà giờ mình cũng hơi thấm rồi cả nhà. Nó có bột quá anh. Cái bột nó có bột quá. Bột bột nó nở nè. Dạ cái tô này em mang tới à? Chứ không phải bên quán. Dạ. Dạ 4 tô. Chuẩn bị về đi dạy á. Dạ. Chuẩn bị về đi dạy. Dạ. Em ăn nó chứ hai vợ chồng em ăn trong cái tô này. Thì vợ em ăn phần này kia là em ăn 3 phần. Dạ. Còn lúc trước là em ăn 5 phần hay là 6 phần được. Nhưng mà giờ kiểu như cũng lớn lớn tuổi á anh chị. Giảm bớt lại. Dạ. Sang chùa luôn anh ơi. Dạ em xin phép là hấp hết nước. Chị chủ ơi, em sẽ phép hút hết nước nha. Đầu xuôi đuôi lọt. Tô đầu tiên mình đã xuôi rồi nha ơi. Xuôi này là gọi là gì ta? Xuôi sẻ chứ không phải là xuôi rủi nha. Ngồi đâu ấy? Ngồi đây ngồi. Rồi. Em ơi. Giờ xét thêm về món ăn đi em. Dạ em đang ăn nữa xíu. Hả? Ủa em tính hút hết nước luôn hả? Trời quá dữ rồi. Vợ mình cũng rất là nghiêm túc trong cái việc mà ăn cả nhà. Nhưng mà tùy theo thể trạng của mình thôi. Tại vì có những thử thách đó cả nhà sẽ khó. Có những thử thách là nó sẽ dễ. Nên mình phân phối sức. Những cái thử thách nào khó quá thì có thể là mình cũng sẽ không vượt qua được đó. Giống như ở đây là một trong những thử thách khó. Ai đâu có gì? Có tổ chức chạy anh ăn là dữ anh hả? Quá dữ. Không giò. Rồi. Đang trong lúc đó thì anh cũng ăn một miếng một lọc quá. Dẻo ghê luôn á. Còn sao nói vậy là no dữ chưa? Nhưng phải ăn review. Ok. Quá nóng luôn nè. Em thì em thấy bánh canh ở đây cả nhà sợ rất là to, nhưng mà chắc là lúc tụi em tới thì ngay lúc là chị mới bỏ bánh canh vào, cho nên cái sợi bánh canh rất là dai, kiểu rất là ngon. Thì không biết là bình thường thì không biết là chị có bỏ vô nó có mềm hay không, nhưng mà lúc mình tới là chị vừa bỏ bánh canh vô, cho nên là cái sợi bánh canh á nó vừa to mà nó vừa dai á cả nhà, ăn rất là bắt vị luôn. Thì cái vị nước dùng á thì rất là ngọt ngọt thơm, nó kiểu cái vị từ cua á cả nhà, hết luôn. Cái vị từ cua á làm cho nước rất là ngọt. Ở đây thì em thấy có chả cua cái vị nó cũng rất là thơm nữa, ăn kèm với bánh canh thì rất là vừa miệng luôn. Em thích nhất món ở đây nữa là món bánh bột lọc. Bánh bột lọc á thì cái bột của nó rất là dẻo, mà cái tép á thì chị đã nêm sẵn, cho nên là ăn hai cái lại rất là kiểu nó hợp nhau á, chặt cộng thêm chấm nước mắm nữa làm cho cái bánh nó thơm hơn. Anh thì bây giờ anh cũng thực sự là bánh canh nó đã nở ra no lắm rồi cả nhà ơi. Thì cả nhà ủng hộ cho mình á, ủng hộ cho series này á, thì cả nhà hãy comment bên dưới nha. Còn nếu mà cả nhà không thích á thì cả nhà có thể là vui lòng mình xem xong á, không thích thì mình góp ý để mình có thể cải thiện cho cái clip nó tốt hơn. Nhưng mà ở đây thì mong muốn của mình cũng như là của vợ mình là sẽ nhận món quà này của Long
và xem nó giống như là một người bạn đồng hành trên chặng đường sắp tới cả nhà. Thì có thể là mình ăn càng ngày mình ăn nó sẽ không còn khỏe như lúc trước nữa, nên có thể về cuối mình biểu hiện nó cảm giác nó sẽ hơi bị mệt đó, nên cả nhà cũng thông cảm. Nhưng mà đối với mình thì mình ăn cái lượng như vậy á là ok, đúng không em? Em cũng thấy anh ăn thì cái lượng đó là cũng trong cái khả năng của anh á. Nhưng mà về cái tăng hơn nữa thì nhiều khi mình sẽ bị hơi đuối á, nên cả nhà thông cảm cho mình cái lượng nó vừa phải vậy là cũng là tương đối nhiều đối với một người ăn bình thường rồi đó. Thì mình sẽ cố gắng có một cái series thật sự là hấp dẫn với là gửi tới cả nhà những cái món ăn mà siêu to khổng lồ cho cả nhà xem, nó có một cái gì đó nó thú vị hơn. Và nãy lúc đầu giờ vô là cả nhà cũng thấy được cái biểu cảm của mấy cô mấy chú á, khi mà thấy được cái tô nãy ngoài á là nó thực sự là nó lớn cả nhà, chứ không phải là nó nhỏ đâu. Nó nên các cô chú thấy ở ngoài nó rất là to. Đây, bỏ cái tô của vợ mình vô là mất tiêu luôn, không thấy cái tô đâu luôn. Đó là độ lớn của cái tô này nha. Rồi thì cuối clip rồi, cũng không có gì hơn là một lần nữa rồi cảm ơn người em Long đã lặn lội đi kiếm những cái tô như vậy. Nhưng mà trước khi kết clip với Long, anh hỏi cái em kiếm tặng cho anh chị á, thì sẽ tới một ngày nào đó anh chị mời em ăn trong cái tô này được không? Em nghĩ ăn thì sẽ ăn, nhưng mà không có nào hết được đâu. Thôi chứ anh mà sẽ ăn chung với Long, chứ không phải là để Long ăn một mình đâu. Em với anh lúc mà em ra mắt mọi người, em đã từng ăn với anh cái tô bự rồi đó, bún bò đó, nhưng mà em với anh ăn chung. Nói chung là cầm cái tô này em ăn thì em ăn được, còn ăn hết thì chắc là một tô thôi. Đúng rồi. Bỏ tô này, vô cái đó. Cái tô này ăn hết là vất vả lắm á. Đúng rồi. Đó. Thì Long có gửi gì món ăn tiếp theo hay là những cái ý tưởng nho nhỏ tiếp theo không để anh chị tiếp thu? Chỉ là em thích cái tô này ăn trong món gì tiếp theo á? Món hả? Em về đây. Bún mắm mình ăn rồi á anh. Bún mắm mình ăn rồi. Bún mắm hả? Bún mắm ăn trong tô này thì chưa mà. Hay là canh bún đi. Rồi. Em một tô canh bún ăn trong cái tô này thì sao? Thì no chứ sao. Thôi thì mình xin phép là tiếp thu ý kiến của Long. Và cả nhà ơi, cả nhà comment cái món ăn nào mà nhiều lượt like á, nhiều lượt yêu thích á, vợ chồng mình sẽ ưu tiên ăn cái món ăn đó nha. Ví dụ như Long đang yêu cầu món canh bún á, thì cả nhà like vô cái món canh bún nhiều vô thì mình sẽ dựa theo đó mình kiếm cái quán canh bún mình ăn trong cái tô này. Đó là một trong cái cách để mình với cả nhà có thể tương tác với nhau tốt hơn trên cái clip ha. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.